Rồi anh tên vô. Bây giờ cái câu hỏi cuối quan trọng là anh chị bây giờ muốn mời Chúa vào lòng. Và mời Chúa vào lòng là làm gì? Mời Chúa vào lòng đó tức là làm Chúa, làm chủ đời mình. Mình gọi Chúa đó không phải là tên, mà Chúa tức là Chúa. Tức là mình là bây giờ là mình là người nhà của Chúa. Thật ra mình mời, muốn mời Chúa vào lòng. Tức là Chúa bây giờ cho anh chị cuộc đời của anh chị. Mình lắng nghe Chúa, những gì của Chúa dạy, vâng theo lời Chúa. Và đó là chúng ta bước đi trong bước đường theo Chúa. Đó là mời Chúa vào lòng. Thật ra anh chị muốn mời Chúa vào lòng. Yeah. Ok, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh chị cầu nguyện để mà ăn năn tội mình, xin Chúa tha tội và Chúa nhận anh chị và gia đình của ta. Anh chị bây giờ cầu nguyện lọc theo tôi ha, tại vì chưa biết cầu nguyện. Khi mà tôi nói là anh chị xin tên mình ra, nói con tên là chị. Anh nói tên là con ấy. Kính lạy Đức Chúa Trời. Kính lạy Đức Chúa Trời. Con tên là con tên là Linh Ngọc Lâm. Con cảm tạ Chúa. Hôm nay con được nghe lời Chúa. Con cảm tạ Chúa. Hôm nay con được nghe lời Chúa. Con biết rằng Chúa đã chết thay để chuộc tội cho con. Con biết rằng Chúa đã chết thay chuộc tội cho con. Và con tin điều đó. Và con tin điều đó. Con biết con là kẻ có tội. Con biết con là kẻ có tội. Lâu nay con không thờ phượng Chúa. Lâu nay con không thờ phượng Chúa. Con sống sai cách Ngài. Con sống sai cách Ngài. Giờ này. Giờ này. Xin Chúa tha hết mọi tội lỗi của con. Xin Chúa tha hết mọi tội lỗi của con. Mọi sự bất hòa của con. Mọi sự bất hòa của con. Và cho con được trong sạch trước mặt Ngài. Và cho con được trong sạch trước mặt Ngài. Con cảm tạ Chúa. Con cảm tạ Chúa. Con cũng cầu nguyện đặc biệt. Con cũng cầu nguyện đặc biệt. Và xin Chúa ban cho con Đức Thánh Linh. Và xin Chúa ban Đức Thánh Linh cho con. Để Đức Thánh Linh gìn giữ con. Đức Thánh Linh gìn giữ cho con. Giúp con đi trong đường lối Ngài. Giúp con đi trong đường lối Ngài. Sống đẹp với Chúa. Sống đẹp với Chúa. Chúa giúp con để vâng theo lời Ngài. Và Chúa giúp con vâng theo lời Ngài. Ham thích lời Chúa. Ham thích lời Chúa. Để con được lớn lên trong Chúa. Và để con được lớn lên trong Chúa. Chúa ban phước cho gia đình con. Chúa ban phước cho gia đình con. Các con. Thế rồi chúng con sẽ biết dạy dỗ chúng nó trong đường lối Ngài. Và con biết được dạy dỗ các con trong đường lối Ngài. Để rồi các cháu được lớn lên. Để rồi các cháu được lớn lên. Yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa. Con cảm tạ Ngài. Con cảm tạ Ngài. Con cầu nguyện. Con cầu nguyện. Trong danh Chúa Jesus Christ. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.